làm con cái trong nhà mà không lo được cho bố mẹ. Cô rất là thương bố mẹ nhưng mà không biết làm sao. Được các cháu đến giúp đỡ, các cô rất là mừng và rất là cảm ơn. À, cháu cũng rất là hiểu cái tâm tư tình cảm của cô. Là một người con thì mình luôn luôn là mong muốn là những gì tốt đẹp nhất đến với những bậc sinh thành của mình. Thì chẳng qua là mình do là mỗi người mỗi số phận khác nhau, mỗi người mỗi công việc khác nhau, thì điều kiện kinh tế mình khó khăn nên mình không thể giúp đỡ được cho ông bà thôi. Như chính hôm nay đây, cô đang đứng ở đây và cô hỗ trợ về cái phần xây dựng như thế này là cô đang giúp đỡ cho ông bà rồi. Đấy. Đấy. Thưa quý vị là học xây là một chuyện thôi, nhưng mà Đạt muốn là cái công trình này của ông bà là có một phần là bàn tay của Đạt, là chỉ là lắp một viên gạch thôi nó cũng là ý nghĩa quý vị ạ. Đấy. Phấn khởi ý nhưng người nhớ nản lên á. Ơi, cháu vào đến hôm nay thấy ông nhớ lên bao nhiêu. Đấy, thưa quý vị là một ngôi nhà rất là kiên cố. Bây giờ ông bà là không phải lo là sau sập nhà rồi. Đấy, cái gian này mà không ở hết thì kiếm lấy khoảng 5 con lợn vào nuôi cho nó đỡ phí bà. Đấy, thưa quý vị là đây là trên tinh thần là thợ là toàn người nhà, chứ còn người ngoài thì khả năng 3 ngày chắc mới xong cái móng. Cháu có thể vào tham quan được không? Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị thì hôm nay Đạt lại quay trở lại Tân Minh, Thanh Sơn, Phú Thọ để thăm lại gia đình nhà ông bà Dấu Lạng. Thì kính thưa quý vị là Đạt cũng nhận được một cái thông tin rất là vui là cái ngôi nhà của ông bà sau khi mà Đạt đã ủng hộ cho ông bà là 50 triệu thì hiện tại bây giờ là ngôi nhà đã gần hoàn thiện rồi quý vị ạ. Cái tốc độ xây rất là nhanh và đặc biệt hơn nữa là có được cái sự giúp đỡ của anh em trong gia đình nhà ông bà. Các con cái, các con cháu là về cũng hỗ trợ thêm cho ông bà. Và đứng từ phía xa kia thì Đạt đã nhìn thấy một cái ngôi nhà còn lớn hơn cả dự tính cơ. Đấy, thì cũng rất là vui và phấn khởi. Thì đồng hành cùng với Đạt hôm nay là có anh Mạnh, thì anh có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả. Con xin gửi lời chào tới quý vị khán giả trên kênh Đạt đến rồi ạ. Và hôm nay thì anh em chúng con thì được đi thăm lại ngôi nhà của ông bà Dấu Lạng, rất là vui khi mà ngôi nhà đang dần hoàn thiện và thành hình rồi. Thì con xin mời quý cô bác cùng em Đạt sẽ đến thăm ngôi nhà. Vâng, thưa quý vị thì chắc là quý vị cũng đã xem cái video sinh nhật của Đạt rồi. Một cái sinh nhật rất là vui, rất là đông người. Từ xưa nay thì chưa bao giờ Đạt có một cái sinh nhật mà Đạt mình cảm thấy nó tuyệt vời đến như vậy. Thì trong cái phần giới thiệu của Đạt ấy, thì là cái hôm đấy là chia sẻ với quý vị là lên sân khấu thì rất là run, nên cho nên là thiếu một phần rất là quan trọng, đó là đố anh biết là gì quý vị khán giả? Sai, đó là đó là chưa gửi lời cảm ơn đấy tới bậc sinh thành. Hôm đấy thiếu ra mình, đó là người mẹ của mình. Nhưng thực tế là trước khi mà lên sân khấu là ở trong đầu Đạt cũng đã nghĩ ra rồi, nghĩ là lên là phải cảm ơn đấng sinh thành là người mẹ, người bố của con đã sinh ra con, để con hôm nay con có thể được đứng ở đây trước mọi người như thế này. Nhưng mà hôm đấy là run quá. Hôm đấy thật sự là cũng rất là gấp gáp mà cũng thật ra là quy mô hoành tráng quá. Và thưa quý vị là Đạt chuẩn bị rất là gấp gáp và mệt mỏi kinh khủng luôn để mà gọi điện để mời được từng đấy người là cũng rất là vất vả quý vị ạ. Mà chỉ có một mình Đạt gọi thôi. Đấy thì cũng mệt mỏi mà. Thế cho nên là còn thiếu sót. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì với Đạt ấy thì bố Đạt và mẹ của Đạt thì luôn luôn là một cái tượng đài trong lòng Đạt. Đó. Thì luôn luôn biết ơn. Đấy, chứ không phải là mình không nói là mình không biết ơn đâu, đúng không? Đúng rồi. Đấy, chẳng qua là hơi thiếu sót một tí thôi. Thì mong quý vị thông cảm. Thật ra thì em cũng không thấy có khán giả nào mà nhắc đến cái vấn đề đấy đâu. Nhưng mà tự em cảm thấy nó thiếu sót. Đúng rồi, thiếu sót một chút thôi mà. Không sao. Nhưng mà cũng vui. Hôm nay Đạt thì nhận được rất nhiều lời chúc từ quý vị khán giả trên kênh Đạt đến rồi. Cũng rất là tình cảm. Thì cũng tiện đây thì Đạt cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả, những người đã gửi đến cho Đạt những lời chúc sinh nhật thật là tuyệt vời. Đấy, chúc lại cho quý vị khán giả là có một sức khỏe thật tốt và sống vui, khỏe, hạnh phúc. Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng thăm căn nhà của ông bà đây. Wow, thưa quý vị là như vậy là cái căn nhà cũ đã được bỏ hoàn toàn quý vị ạ.
Và hiện ra trước mắt chúng ta là một cái ngôi nhà này, chắc là ba gian đấy anh nhỉ? Ba gian. Là một cái ngôi nhà ba gian. Chào bác ạ. Vâng. Chào bác ạ. Chú. Vâng. Không xác định. Gạch này là cái gạch này là cái gạch nung điện đấy. Chặt hơi khó. Nào thử thế nào. Chặt gạch. Vâng, thưa quý vị, là nhìn cái hòn gạch này là Đạt liên tưởng ngay đến một nhân vật ở trong kênh Hoàng Nam. Chặt gạch. Chặt gạch không xong. Đây. Phải nói cứng thật. Cứng. Viên gạch này mà chặt hơi căng ấy. Cái phần biểu diễn đấy thì cũng là hơi buồn cười thật, nhưng mà đúng thật sự là anh ấy cũng phải rất là có thực lực, bởi vì cuối cùng anh ấy đấm vẫn vỡ. Dạ. Yeah. Chưa cần phải đấm vỡ, chỉ cần đấm mấy phát vào đây thôi đã thấy đau rồi. Có thể đấm vào gạch này, có thể đấm vào tường nhà, nhưng mà cái đấm vào cái tường nhà rất nguy hiểm, vì sơ hở cái nào nó sập nhà nó rồi. Vâng, thưa quý vị, là sau cái bữa sinh nhật thì Đạt cũng bị ốm mất mấy hôm, thế cho nên là mấy hôm là không có video. Thế chào ông ạ. Vâng. Vâng. Thế ông là thợ ở đây không? Cho cháu phỏng vấn một chút. Vâng. Thì cháu cũng hỗ trợ ông bà cái số tiền để mà xây nhà ở đây mà. Thế ông là con rể của ông bà. Con rể trường của ông bà. À thế ạ. Vâng. Thì cho cháu hỏi là căn nhà này đã được khởi công bao lâu rồi ạ? Nhà này đấy cháu đạt cho ông bà tiền thì đấy định ngày thì khởi công hôm ngày mùng sáu. Hôm nay là mùng mấy rồi nhỉ? Nay mùng 9. Ôi, 3 ngày mà đã xây được như thế này rồi. Ba ngày móng cả xây luôn, hôm nay là được từng này đấy. Đấy, thưa quý vị, là đây là trên tinh thần là thợ là toàn người nhà, chứ còn người ngoài thì khả năng 3 ngày chắc mới xong cái móng. Cháu có thể vào tham quan được không? Được. Vâng. Cháu cũng vào tham quan. Vâng ạ. Rồi, chào các bác các chú nhá. Chào các bác. Chào cô ạ. Cái chỗ này chắc là nhà vệ sinh. Ông kia. Sang thăm ông ấy đã. Ông nghe phấn khởi lắm đây. Ba. Vâng. Thế là bà dạo này vẫn khỏe chứ? Vâng, cháu xuống ngoài thăm đến sức khỏe của bà cũng khỏe thôi. Vâng. Khỏe mãi thôi. Còn ông nữa. Ôi, ông bị nôn á, ông bị sao? Nó rồi mưa nắng là nó bệnh tật nó lại căng lên. Thế á? Đau hết cái xương lưng này á. À. Đau cả cái khớp xương này này. Là nó nắng mãi lại quen. Vâng. Là mưa mãi lại quen. Vâng. Đưa người nó chụp một cái này lại nằm mấy hôm. Thế cái nhà này dự tính là bao giờ thì xong không nhỉ? Chả biết con cháu, các cháu nó làm thế nào thì cái thì chịu. Như ông có thấy phấn khởi không? Có. Phấn khởi ý, nhưng người nhớ nản lên á. Ơi, từ hôm cháu vào đến hôm nay thấy ông nhớ lên bao nhiêu. Nghĩ nhiều nó cũng ảnh hưởng. Ông lại nghĩ gì nữa? Nghĩ cái ốm cái đau mà chả có cửa có nhà á, nó cũng ảnh hưởng đến đầu óc. Nó muốn ốm thêm. Có gì ông cứ vui tươi thoải mái lên. Có, nó vui tươi, nó thoải mái, người nó khoan khoái. Vâng. Kiểu thế. Như người ốm có thuốc á. Kiểu ấy. Thế cái tivi ông để đâu rồi? Để bên kia dưới nhà là không để đây được. Để bên nhà con nó. Thế ạ. Vâng. Đấy, phải cất kỹ vào. Cất kỹ rồi. Nó tú nhung nhôi, nó vào, nó làm. Kể cả bên họ ngoại nữa. Vâng, đấy, đông. Tuyệt vời quá. Có hôm 30-40 người ạ. Vừa dỡ ra, vừa người khuân đi khuân lại. Đấy, thưa quý vị, là như vậy là anh em họ hàng, các con cháu của ông là cũng đã hỗ trợ thêm vào cái chương trình xây nhà của ông rất là nhiều. Đấy. Đấy, cũng là rất là phấn khởi ông nhỉ. Vâng. Con gái đang giúp đỡ cũng cho tiền. Mỗi một đứa 1-2 triệu. Mỗi đứa 1-2 triệu. Vâng. Làm canh. Vâng. Thế còn đâu là con cháu là giúp công sức để mà xây nhà đây. Đúng không? Đấy, thế thì tha hồ. Đây cháu thấy là rộng rãi, thì hai ông bà ở còn.
cái khoang giữa này mà sao mà ông không ở hết nuôi thêm mấy con lợn đấy cho nó đỡ phí ông ạ. Chỗ này hai người già ốm đau để các cháu đến để ngủ vào đâu? Thế thì cái nhà này sau này là ông bà mà khuất núi đi thì ai là người thừa hưởng? Chả biết nhà ai theo các cháu mình lúc ấy chết chả biết cái gì nữa. Đấy thì có ví dụ mà ông bà có mong muốn là xong này nhường cho ai không? Nhường cho cháu, có cho hai đứa cháu dai tích tôn ở ngoài kia ấy. Vâng. Nó chả có bố. Đúng rồi, đấy. À, thưa quý vị là ông là có một người con trai là bị mất do tai nạn. Vâng. À, thì có hai người con trai đúng không? Vâng. À, hai người cháu nội đấy nhỉ? Vâng. Đấy thì đấy sau này này nhường lại cho hai đứa đấy, nó có nhà có cửa. Vâng. Bà vâng. Chả gì cũng là máu mủ ruột thịt nhà mình, cháu nội đích tôn mà lại. Vâng. Vâng. Làm thế là từ hôm các con nó hỗ trợ. Vâng. Được cái tiền canh, cái sức làm. Vâng. Nó làm có hôm qua đốt đèn lên làm ấy khổ. Ừ. Đấy à. Đấy thưa quý vị là còn đốt đèn lên để mà làm đêm đấy. Thế, đấy thì cho nên mới nhanh được như thế này. Thế, chứ vâng. Trước đấy các cháu á. Vâng. Đấy, 3 ngày mà đã xây được xong nhanh như thế này thì mùng 6 mà. Vâng. Mùng 6 thế là mùng 6 thế hôm mùng nay 6. Là mùng 9. Mùng 9 vừa có 3 ngày thôi. Mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9. Thế là làm 4 ngày rồi mà được cái nhà như thế này. Quá nhanh luôn ông ạ. Thế. Tốc độ phải nói là xây là chóng mặt đấy. Vâng, làm ghê lắm các cháu, làm nhiệt tình lắm. Vâng. Đấy, đầy đủ có cả nhà vệ sinh rồi thì để cháu vào cháu tham quan qua nhá ông nhá. Vâng. À ông bà có cái quả gì đấy? Táo mèo ở trên núi à? Hay là mua ngoài quán nước là. À. Quả táo. À đây là mua chứ ở trên núi nha, mình có cái táo này không nhỉ ông bà nhỉ? Không à. Chua quá. Chua lắm. Chua mà chát quá. Uống nước sang nhà bên. Vâng. Bên nước các cháu ạ. Vâng, cháu vào cho xem qua xem này. Vâng. Xem qua ngôi nhà thiết kế thế nào đây. À, thế là ông bà là quyết định là dỡ hoàn toàn bỏ cái nhà cũ. Dỡ hoàn toàn bỏ nhà cũ xây cái này. Ăn hết thấy thế rồi. À. Đổ xuống thì nó ăn hết rồi còn gì. Đây bà có thể dẫn cháu đi tham quan qua cái công trình nhà mình nữa. Đây. À. Mục đích sử dụng rồi như thế nào đây? Hình như là cháu thấy là có hai phòng đối diện này là mỗi ông bà một phòng à? Vâng. Ông bà phải ngủ chung nhau chứ lấy. Vâng, già rồi. Già rồi. Già rồi. Chẳng già rồi. Ở đây cháu nó bảo để làm cái bếp. Bếp đây ạ. À, ừ. Bếp ở đây. Ừ. Còn cái chỗ này đem nấu bánh chưng chứ bà nhỉ? Thế thôi. Chẳng nấu bánh chưng biết làm gì bán có ai lấy đâu. Thôi, toàn là gỗ quý đấy, gỗ táo nha bà nhỉ? Ừ. Đúng không bà? Chả biết gỗ gì tôi cũng chả biết. Sang uống nước các cháu ạ. Vâng. Đây, hôm nay ăn cơm với bà nhá. Chắc là cháu tí nữa cháu phải về ngay. Cái này nào về ngay cái gì? Ăn cơm chứ không quả. Tại vì ở nhà cũng nhiều việc quá. Hôm nay cháu thấy Hòa bảo là xây gần xong rồi thì cháu ở lên xem thế nào. Tiếc quá hôm đào móng thì cháu lại bận thì cháu chả lên được. Hôm ấy điện máy. Đấy thưa quý vị là một ngôi nhà rất là kiên cố. Bây giờ ông bà là không phải lo là sau sập nhà rồi. Đấy cái gian này mà không ở hết thì kiếm lấy khoảng 5 con lợn vào nuôi cho nó đỡ phí bà. Đây phòng khách đây. Hai cửa. Còn buồng này buồng ngủ này. Đấy. À thiết kế này rất là hợp lý nhá. Chỗ này là chỗ buồng ngủ sau là có cửa nhà vệ sinh luôn. Đấy, rất là thuận hay. Tiện. Đấy. Đây, cửa nhà vệ sinh đây đúng không? Nè. Vào cái hay. Đấy, nói chung là cái công trình này là phải có kiến trúc sư, phải có kinh nghiệm nhiều năm thì mới thiết kế được ra như thế đấy. Ê, bác ơi, cho cháu hỏi tí. Cháu thấy nhà này, thiết kế này là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà có cái là cháu muốn là làm cái ô thoáng cho ông bà không có để nó kín quá. Phải có ô thoáng đúng không ạ? Thoáng ở đây gian này có cửa sổ đấy. Đó, cửa sổ nhưng mà vẫn phải có lỗ thoáng, có phải là cửa sổ lúc nào mình cũng mở được đâu. Đấy mình có lỗ thoáng mà thậm chí mình có thể là lắp thêm cả cái quạt thông gió vào, có mấy chục nghìn một cái thôi. Lắp quạt thông gió vào cho ông bà lúc nào cũng đẩy không khí nó luân chuyển thì nó sẽ thoáng hơn.
Chứ cháu thấy là nói này là hơi bí. Đấy. Theo ý của cháu thế là cũng là tốt thôi. Vâng. Cho ông bà trong này ở cho nó được thoáng gió, nó cứ khi gió ngoài trời nó vào nó mát mẻ hơn. Vâng. Đấy thì cũng nhất trí theo ý của cháu thôi. Vâng. Để còn thì tìm cái lượng. Vâng. Với cả đây kể cả chưa phòng khách đấy mình cũng trên cái cửa mình cho một cái ô đây. Đấy, để cho nó thoáng, không khí nó luân chuyển vào trong nhà. Nó bí. Đấy. Thế cái nhà này là dự tính là khoảng bao giờ thì xong hả? Đang dự tính nếu mà cứ làm đều đều thì chắc từ đầu đến cuối là dự tính là 10 ngày. À. 10 ngày thì hôm nay ngày thứ 3 giờ thường cháu hôm nay 19. Đấy, đến 12 này là lợp mái. Thứ 4 đấy chứ, hôm nay là ngày thứ 4 thôi chứ. Ngày thứ 4. Ngày 19. Vâng. Ngày 19 thì 3 ngày rưỡi làm rồi. Đấy. Vâng. Đấy, nói chung là đồng tâm hiệp lực lại thì nhanh không thôi mà. Đấy, thì cháu thấy là bà còn nói chuyện là thắp cả đèn để làm. Đấy, nhanh cho ông bà có cái nhà này. Càng sớm càng tốt. Đấy, được mấy hôm thì cháu cho tiền thì đấy, con cháu, ông bà chọn được ngày thì mùng 6 thì làm móng, con cháu tập trung đến làm. Vâng. Thế năm tất cả là 7 người xây. Vâng. Đấy, hôm đấy cả ngày là 7 người xây. Vâng. Cái chỗ này là nhà tắm ạ? Đây là bếp. 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 Thế bà lại bảo là bếp là bên kia. Đâu, bếp làm luôn đây. À, làm bếp ở đây. Nếu mà xây này thì là bếp là khả năng phải cho ông bà dùng bếp ga. Chứ còn bếp củi là nó khói lắm. Chà. Bếp đây, nhà vệ sinh đây. Khá là hợp lý rồi. Đấy, tí là mình lại làm cái ấy, bể phốt này làm giống như thế này. Mà làm như trũng này. Nói chung là xây thì xây từng 10. Mà với cái chi phí như thế này cháu nghĩ là cũng đủ đấy nhỉ? Không nhỉ? Không đủ đâu. Là không đủ, đó là mình làm cái chỉ. À. Lát ăn cửa nữa. Đấy thì anh em trong nhà mỗi người gom góp lại một tí thì thêm thắt vào đấy cho ông bà có cái nhà cửa nó khang trang hơn. Nói chung là ông bà lúc mà cháu lên thì cháu thấy là đúng là hoàn cảnh ông bà cũng vất vả quá. Đấy, bà thì ốm yếu rồi còn chăm ông nằm liệt giường nữa. Thì thôi cố gắng mỗi nhà thêm thắt một tí. Đấy là cháu cho ông bà tiền thì đấy mấy anh em rồi là cháu lại bỏ công sức ra ngoài, bỏ công sức ra. À. Bảo nếu mà để cháu đạt mà nhờ thợ làm ấy đến làm thì là lại tiền đã cho rồi xong lại đúng rồi các con các cháu lại không quá nhiều chi phí. Lại không có công vào để làm giúp cho ông bà. Riêng cái nhà này nếu như mà xây mà thuê thợ về làm ấy, cháu tính tiền công nó ít nhất nó phải tầm 40 triệu. Đấy, phải tầm đấy đấy chứ tốc độ xây không thể nhanh được như này đâu. 4 ngày chắc bây giờ vẫn còn đang gì ngồi gõ gõ dưới này đây làm gì có mà tường nó cao lên tít như này được. Thế là bác này là nhà ở đâu ạ? Nhà bác ở trên này, trên dớn, khu dớn. Gần đây ạ? Cách đây mấy cây. À, vâng. Đấy. 2 cây đấy, từ đây lên 2 cây. Vâng, tuyệt vời. Thế mình có bao nhiêu thì mình hỗ trợ ông bà bấy nhiêu, mình không có tiền thì mình giúp ông bà về công sức. Đấy. Cháu cũng có bố vợ mà, cháu không biết mà. À. Vừa rồi bố vợ cháu là cháu cho hơn 300 triệu xây dựng thêm các công trình rồi nhà cửa các thứ. Cháu đấy. Đi làm cho tiền, còn tôi nói chung. Vâng, thì mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ba đứa con. Đấy thì nói chung là tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vâng, như thế là cái anh xây dựng gia đình xong rồi, nhưng mà cái về khoản ngân tài chính này nó hơi kém bởi vì tôi cũng chuyên làm nông thôi. Vâng. Bây giờ già rồi cũng nuôi mấy con lợn, mấy hôm nay còn đang dịch đang đang bao nhiêu? Mười. Thế còn chờ tiền cho ông bà thì cũng không có. Vâng. Lại thế. Vâng. M1 10 là phải rồi. Khả năng là Linh à? Ông dạy tôi xây phát. Sau có nhà nào mà khó khăn quá thì không thuê thợ tôi đến tôi xây luôn. Đấy, quý vị không phải hướng dẫn ngày xưa đi phụ vữa suốt rồi. Lên hai hàng đâu ơi. Nào, học xây luôn. Nha, cho nha, tí phải đấy. À, đây đây, vào. Bán hết rồi người.
Đây gì? Phải có bữa lên. Đây bữa đây rồi. Đấy bảo lại. À, phải phải thêm bữa à? Bữa ở dưới. Đấy này. Dưới. Ở đây đây cứ một viên đầu tiên đã. Đây. Gì đâu. Đây gì? Hết quần áo đi ạ. Ôi giời ơi, đẹp gì. Trong nghề giờ lên chợ chính thì chứ đùa đâu. Thêm vào. Nhiều vào. Nhiều vào nó mới được. Đấy. Đấy, cứ thẳng dây được. Thẳng vô dây. Đấy. À cũng biết gõ đấy. Đúng không? Thấy không? Đúng rồi. Tiếp, nghe lóng ngóng lắm à. Đấy, sau này mà dụ hoàn cảnh khó khăn nào mà mình giúp xây nhà, mình đến mình xây luôn, thế là tiết kiệm được bao nhiêu. Đấy, nó phải cách một tí ra đây, nhỉ? Đấy, thưa quý vị là học xây là một chuyện thôi, nhưng mà Đạt muốn là cái công trình này của ông bà là có một phần là bàn tay của Đạt, là chỉ cần lắp một viên gạch thôi nó cũng là ý nghĩa, quý vị ạ. Đấy. Vất vả đấy quý vị ạ. Thế này mới biết được là những người thợ xây làm việc phải vất vả như nào. Đấy, Đạt xây 1 đến 2 viên gạch thôi mà cảm thấy là chán lắm rồi, không muốn làm nữa rồi. Đây. Rồi, đấy, thế là biết xây rồi. Đấy, thẳng đấy chứ ở nhà. Đây, trả lại dụng cụ. Cho chủ tịch Đạt xây dự kiến 6 tháng là xong ngôi nhà. Ôi giời, 6 tháng chưa chắc. Mỗi ngày xây được 4-5 viên. Đó. Không, nhưng mà thực tế là ngày xưa ấy là cháu cũng đi phụ vữa rồi thì đội bê tông các kiểu luôn. Cháu không thiếu nghề gì. Thời thanh niên trẻ cháu đi khắp nơi mà. Đội sỏi, đội cát để trộn bê tông. Ngày xưa không có bê tông tươi bây giờ thì à? Đội. Ngày xưa là, thưa quý vị là ngày xưa là Đạt có vào một cái công trình là chuyên là sản xuất cái nắp cống. Đấy, thế là cứ đội bê tông, đội cát sỏi đổ vào cái máy trộn này. Vất vả. Kính thưa quý vị thì chúng ta sẽ cùng đến với con gái của ông bà đây. Và cô có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả trên kênh Đạt Đến Rồi của cháu. Tôi làm con gái thứ hai của ông bà đây. Tôi xin chào khán giả trên kênh Đạt Đến Rồi. Thế cô đã xem kênh của cháu lần nào chưa? Có, cô xem suốt, hôm nào cô cũng xem. À thế ạ, từ lúc mà cháu đến đây giúp đỡ ông bà thì bắt đầu lúc đấy cô mới biết trên kênh cháu à, hay là? Từ lúc đấy thì cô biết là kênh trên kênh của cháu, còn trước đây thì cô không biết. À thế ạ, và thì cháu cũng giới thiệu qua một chút thì cháu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm. Và hiện tại bây giờ là công ty cháu là đang có cái hệ thống là phòng chẩn trị học cổ truyền mang tên là Phúc Lâm Bảo Đường. Ở Ba Vì một cái và ở Vũng Tàu thì chuẩn bị khai trương. Thì là bên cháu là chuyên là chữa về các vấn đề về xương khớp, rối loạn tiền đình, rồi thì thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, rồi thì các bệnh về viêm đa khớp, rồi thì gan thận dạ dày. Đấy, nhà mình mà có ai bị vấn đề gì thì cứ xuống nhà cháu xử lý cho. Thế cô có thể chia sẻ gì, cảm xúc của cô như thế nào khi mà cháu đến đây để giúp đỡ cho ông bà? Cái hôm đấy cháu Linh nó đi làm kiểu có điện thoại ấy. Vâng ạ. Nó nhìn thấy trên kênh cháu là thấy bố mẹ của cô là cháu đến giúp đỡ. À. Là hôm đấy thì Linh là mở ra cho bố mẹ xem. Vâng. Bây giờ thì đang chuẩn bị ăn cơm. Vâng. Rồi là ngồi sang mâm cơm là Linh bật lên thì vừa ngồi để ăn cơm để xem ấy. Vâng. Là nhìn thấy ông bà nhà ông mình, bà nhà mình. Vâng. Bố mẹ của cô mới cháu đến để giúp đỡ bố mẹ. Vâng. Nhưng bây giờ là cả nhà rơi nước mắt. Đấy à? Cô có cảm thấy nó bất ngờ không? Có ạ. Cô thấy cảm thấy bất ngờ và cảm thấy là làm con cái trong nhà mà không lo được cho bố mẹ,
Cô rất là thương bố mẹ nhưng mà không biết làm sao. Được các cháu đến giúp đỡ, các cô rất là mừng và rất là cảm ơn. À, cháu cũng rất là hiểu cái tâm tư tình cảm của cô. Là một người con thì mình luôn luôn là mong muốn là những gì tốt đẹp nhất đến với những bậc sinh thành của mình. Thì chẳng qua là mình do là mỗi người mỗi số phận khác nhau, mỗi người mỗi công việc khác nhau, thì điều kiện kinh tế mình khó khăn nên mình không thể giúp đỡ được cho ông bà thôi. Như chính hôm nay đây, cô đang đứng ở đây và cô hỗ trợ về cái phần xây dựng như thế này là cô đang giúp đỡ cho ông bà rồi. Đấy, thì nói chung là ai cũng muốn là dành những điều tốt đẹp nhất đến cho người cha người mẹ của mình mà cô. Đấy, cho nên là cháu cũng rất là hiểu cái cảm xúc của cô bây giờ. Thì cô có muốn gửi lời gì đến quý vị khán giả trên kênh của cháu? Cô rất là cảm ơn bên các cháu bên Phúc Lâm Bảo Đường đấy, giúp đỡ bố mẹ của cô cũng như là giúp đỡ cho các cô. Cô rất là cảm ơn nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà các cô không biết làm sao để đền đáp lại được những gì cho các cô và các khán giả và bên tập đoàn của Phúc Lâm Bảo Đường đấy. Vâng. Cô rất là cảm ơn nhiều lắm cháu ạ. Vâng, cháu cũng hiểu mà. Thật ra là cái tâm tư tình cảm của cháu là cháu cũng muốn là làm sao để với cái năng lực cái công sức của mình, mình làm ra như thế thì có thể là mình trích một phần nào đấy để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Thế không chỉ là ông bà mà còn rất là nhiều hoàn cảnh nữa. Thế cho nên là kể cả bây giờ bảo là cháu cho ông bà 100 triệu, 200 triệu thì cháu vẫn có để mà cho. Nhưng mà cháu muốn là mỗi người san sẻ đi một tí, ở ngoài kia còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa. Và với cái số tiền đấy thì cháu nghĩ là với cộng thêm công sức của anh em, con cái, con cháu của ông bà thì là đã cũng gần như là đủ để mà ông bà có một cái ngôi nhà khang trang rồi. Đấy, như cái phần tính toán của anh em cháu ấy là trước đấy là làm một cái nhà ống dài như này thì là có thể là chi phí nó sẽ đỡ tốn kém hơn một chút. Nhưng mà xây như thế này thì chi phí nó sẽ phát sinh lên một chút thôi. Thì cháu cũng mong rằng là thôi thì con cháu ở trong nhà thì các con, các cháu, các chắt thì có thêm thắt vào đấy để giúp đỡ cho ông bà có một cái nhà khang trang hơn. Đấy là cũng là một cách để mà mình báo hiếu với ông bà. Đấy. Cũng có mà các cô thì mấy chị em con gái, ba chị em con gái thì cũng cũng có một phần ít để góp vào để cùng các cháu để hỗ trợ cho bố mẹ, nâng đỡ cho bố mẹ. Vâng. Nhưng mà cũng không được nhiều lắm, nhưng mà gọi là ít thôi. Rồi mấy chị em thì cũng rủ nhau là tập trung nhau vào sẽ rồi tiền thì ít thì mình bỏ công sức ra để làm. À, thế là hôm đấy là bạn Linh ấy, anh Linh đấy, thì là anh ấy tình cờ là mở được trên YouTube là thấy à? Hay là chắc là anh em bạn bè nhìn thấy ông bà thế là lại gửi video cho anh Linh chắc thế? Linh xem trên điện thoại mà. Linh biết thấy là về nói với cô. Em gái đấy, fan cứng coi ông ấy. À thế à, em gái Lan Sala đấy. À, Lan Sala là em gái gái của Linh. À, em gái ruột của Linh luôn. Đấy. Là trước đây đã từng xem rồi đúng không? Bây giờ là fan cứng nữa. À bây giờ. Thôi thì anh cũng xin được gửi lời chào thân ái tới Lan Sala. Đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của anh. Đấy, đặc biệt là cũng rất là có duyên là khi mà đến đây để giúp đỡ cho ông bà như thế này. Đấy. Thì rồi cảm ơn cô những lời chia sẻ rất là tuyệt vời. Cô tâm tư tình cảm. Cảm ơn các cháu nhá. Dạ, vâng. Thế còn bà. Bà cảm thấy như thế nào? Lúc này cháu phỏng vấn ông rồi. Cảm thấy là từ hôm các cháu lên thấy ông bà như thế này, các cháu vào cho ông bà cái ngôi nhà. Dạ. Thì bà cũng cảm ơn các cháu lắm. Vâng. Nhưng mà bà chả biết làm thế nào, bà chả biết nói gì hơn hết, bà chả biết nói khéo. Vâng. Chỉ biết là nói thật thôi. Bà cứ sống vui sống khỏe là coi như là cảm ơn cháu rồi. Vâng. Cháu không cần phải cảm nhận ơn bất cứ một cái gì từ gia đình nhà mình cả. Cháu chỉ mong muốn là xã hội này những người khó khăn như bà là sẽ bớt khó khăn hơn. Vâng. Đấy thì cháu. Người ta hay nói bà lá lành đùm lá rách. Vâng. Cảm ơn các cháu quá. Vâng. Bà chả biết nói gì hơn hết. Vâng. Cảm ơn các cháu đến hôm nay hoàn thành thì các cháu phải cố gắng mà lên. Vâng. Để ăn bữa cơm với ông bà. Vâng. Cho ông bà vui. Vâng. Thưa quý vị, là vừa rồi thì các chú các bác và ông bà cũng có lời mời là muốn Đạt là ở lại ăn cơm, nhưng mà tuy nhiên thì là Đạt cũng phải về để xử lý một số công việc ở nhà nữa. Đấy, thì hôm nay lên thăm qua ông bà thôi. Thì là đặc biệt là từ khi mà Đạt lên ấy
thì là bà là bị mất ăn mất ngủ mấy ngày đấy, bảo là chả biết bọn này là bọn nào mà tự nhiên nó đến cho mình tiền, không biết là nó có lừa mình không, đúng không bà? Đúng không bà, có suy nghĩ thế đúng không? Chỉ có nghĩ bảo là chẳng như thế đâu, bảo các cháu lên cho ông bà tiền nghĩ chả phải con phải cháu có gì nuôi nấng mà đương ở đây cho tiền cho nhà thế này, cũng nghĩ bức xúc. Đấy, thế còn cô thì mới đầu cô xem video thì cô có nghĩ là liệu thằng này nó có cho thật đấy không? Không ạ, cô nghĩ là đã lên tivi thì không bao giờ là có chuyện là lừa nhau ạ. Vâng. Đấy thì như bà là bà chả tiếp xúc với mạng xã hội bao giờ, chả xem cái gì bao giờ. Bà chả có tivi, chả có gì không biết. Vâng. Bà cháu phải bảo là bà thông cảm với cháu ấy. Đáng nhẽ hôm đấy là cháu phải nhờ ví dụ trưởng xóm hoặc là một người nào đấy mà có uy tín ở trong địa phương thì đến đây thì nói chuyện với bà thì bà sẽ yên tâm hơn, là bà sẽ không bị mất ăn mất ngủ mấy hôm, đúng không bà? Đấy. Rồi thì cháu cảm ơn nhá. Thì chắc là cháu cũng xin phép để cháu về đây, tại vì là ăn cơm với bà một bữa thôi. Thôi để hôm nào Khánh Thành đi, cháu sẽ lên và cháu sẽ có những cái ví dụ cháu tặng cho một con lợn để liên hoan chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, để xem là chương trình như thế nào bà nhá. Thì chắc là cháu xin phép cháu về đây. Các cháu bây giờ về tận bên ấy, đói chứ. Ui giời, lo ăn gì cơm cháu. Ăn cơm với bà dương dài canh rau canh măng. Cháu cứ thế này mãi nó quen rồi. Quen. Thì vâng, kính thưa quý vị, thì chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ cho kênh của Đạt đến rồi. Để Đạt đến rồi có thêm động lực để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Đấy, thì hôm nay thì chứng kiến cái ngôi nhà của ông bà sắp sửa hoàn thành thì Đạt cũng rất là vui và phấn khởi và cảm thấy là mừng cho ông bà rất là nhiều. Đấy, thì chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị nhá. Vâng, kính thưa quý vị, thì như lúc nãy cô Nhung có giới thiệu là có một chị là ở bên nước ngoài về đúng không ạ? Cải thiện rất là tốt đúng không ạ? Chính là chị này đây ạ. Đây chị. Em mời chị. Búp bê đây ạ. Wow, công nhận thưa quý vị là nhìn chị như là một cô búp bê xinh đẹp. Thì chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là chị trở về từ nước nào ạ? Xin chào mọi người, mình đi sang nước ngoài lâu, mình trở về từ Phần Lan ạ. Chị tên là gì ạ? Và mình tên là Huyền. Và quê chị ở đâu ạ? Quê mình ở Hải Phòng. Thế thì cơ duyên nào mà chị lại biết đến Phúc Lâm Bảo Đường hả chị? Thực ra thì trước đó là mình không có biết. Nhưng mà bố mình ạ, bố mình và các bác ở xóm. Vâng. Các bác có theo dõi kênh Đạt đến rồi rất là lâu rồi. Chắc dạ. Một vài năm rồi. Vâng. Thì là bố mình gần như là fan của Đạt đến rồi. Dạ. Thì con nói với mình từ lúc trước mình mắc bệnh về xương khớp và tức là mình một tay bị dính cơ vai cũng khoảng hơn 2 năm rồi. Vâng. Thì cũng có ở bên Phần Lan thì mình cũng có qua các bệnh viện của Tây ấy, vâng, chữa trị các phương pháp Tây y. Vâng. Nhưng mà thực ra thì Tây y thì người ta chỉ đưa thuốc ạ, cũng có, vâng, chụp chiếu các thứ nhưng mà chứ người ta không làm vật lý trị liệu. Không vật lý trị liệu. Vâng. Tức là cũng có đưa đi vật lý trị liệu nhưng mà người ta chỉ đưa một số cái hình ảnh, một tờ giấy và đơn giản chỉ một vài bài tập, người ta nói là đi về tập vậy thôi. Nhưng mà mình cái công việc đó bận rộn cũng cuốn đi thì mình cũng không có thời gian để luyện tập cho đúng ấy. Vâng. Thì mấy cả ở Phần Lan thì khí hậu ở Bắc Âu ấy, vâng, rất là lạnh. Vâng. Nên là mình cũng kiểu cái vận động nó cũng bị hạn chế ấy. Vâng. Và cái công việc của mình là mình thực ra là mình ở bên Phần Lan là mình làm neo ấy. Vâng ạ. Thì công việc của mình ngồi rất nhiều. Vâng. Chỉ một ngày mình ngồi là mười mấy tiếng luôn, ngồi liên tiếp không có nghỉ. Vâng. Ấy. Vâng. Công việc nó rất là bận rộn nên là ngồi nhiều cũng làm ảnh hưởng tư thế đấy. Vâng. Thì càng ngày nó càng nặng đi ấy. Vâng. Mình có một thời gian là mình gần như là một nửa người bên trái của mình là cũng khá là nặng, mình vận động rất là khó khăn. Vâng. Như khớp háng của chị hoặc là khớp vai của chị có ảnh hưởng gì không? Chị đi lại có bị khó khăn không ạ? Khó khăn lắm, mình gần như không. Cách đây một vài tuần là mình đặt vé cũng về Việt Nam là cách đây mới chỉ có vài tuần thôi. Vâng. Vì mình nghĩ là cũng muốn đi chữa rồi nhưng mà vì công việc nó bận rộn cứ trì hoãn ấy. Vâng. Sau đó là mình bị nặng quá, mình không ngồi được nữa. Vâng. Mình trước đó còn ngồi được thì vẫn làm, mặc dù là tay rất là đau đớn, đêm về rất là không ngủ được. Vâng. Rất là ảnh hưởng đến cuộc sống ấy. Vâng. Cuộc sống, mọi thứ, sinh hoạt, tất cả mọi thứ nó đảo lộn hết từ khi mình bị ốm ấy. Vâng. Bởi vì trước đó là mình là một người khá là lạc quan, vui vẻ và, vâng, nhanh nhẹn. Vâng.
mình không có bao giờ mình nghĩ là ở cái tuổi bây giờ là 34 tuổi, chưa bao giờ nghĩ là mình ở cái tuổi này mình có thể bị mắc bệnh xương khớp hay một cái vấn đề gì đó, vì trước đó mình không hề có vấn đề gì về sức khỏe. Vâng. Cũng có thể là một số người nói với mình là sau khi mình bị mắc corona ấy, vâng, thì cũng có thể nó làm hoặc là hậu covid đấy, đúng không? Hậu covid. Vâng. Vâng. Cũng có thế thể. Thì chị đã điều trị ở Phúc Lâm Bảo Đường được mấy ngày rồi chị? Mình ngày hôm nay là ngày thứ 5 ạ. Vâng. Ngày thứ 5 điều trị. Và chị thấy nó cải thiện như thế nào? Mình ngay từ ngày thứ nhất đến ngày thứ hai là gần như là vùng xương chậu và lưng của mình đã không còn, rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác là mình bị đau đớn và mình đi lại nó thẳng, cái tư thế của mình nó đã bình, rất là bình, khá là bình thường. Mình chỉ còn cái vai thì cũng khoảng được 60% là cảm giác là rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Thế trước đây là chị, trước đây khi mà mình bắt đầu đến đây thì gặp các bà ở trong cùng trong phòng thì các bà đều bảo là trông mày thương, các bà thương. Các bà người thì giặt giúp quần áo, người thì bê giúp đồ ăn vì trông thương quá, đi lại khó khăn. Mình bước những cái bậc cầu thang là mình rất là cảm giác là như là nhìn thấy bậc cầu thang là tim đập rồi, bởi vì là không muốn bước nữa. Mình đây có bà đây, bà chứng kiến này. Bà vào đây. Bà là người nằm cùng chị đấy ạ? Vâng. Bà cái hôm mà chị lên là bà có chứng kiến không? Có. Lên thì hai bố con đi lên bậc ở đây thì coi như là một bên trên thì cũng phải bước cũng khó lên thế này. Thế nhưng mà một bên trên thì cứ lê thế này thì mới lên được. Mình đi gần như là người mà là người còn nghiêng cơ. Một bên. Người nghiêng sang một bên. Mình đi rất là khó khăn. Đó. Người nghiêng sang một bên để mà lên những cái đường bậc này. Rất là cố gắng để đi cho thương. Bình thường nhưng không thể, bởi vì là nó đau ấy. Mình đau là yếu, cứ đau là yếu nên là không thể nào mà đi thẳng được người lên. Giống như là thực ra chỉ có hơn 2 năm bị bệnh nhưng mà cảm giác của mình nó dài như là một thế kỷ luôn. Mình cũng chưa tưởng tượng là có một ngày mình lại bị như thế. Trước lúc đó, trước khi bị cái như này thì mình không biết là cái bệnh này là bệnh gì, có thời gian còn suy nghĩ vô cùng là tiêu cực. Nhiều lúc khóc rất nhiều mà. Thế thì bây giờ chị lên cầu thang nó có dễ dàng chưa? Như bình thường luôn. Như bình thường ạ. Là mình Thế thì những cái bước đi mà dễ dàng lên cầu thang như thế thì chị muốn là ai là người nhìn thấy đầu tiên? Chắc là bố rồi. Vâng, đầu tiên thì là gia đình ạ. Đấy thì chị có thể biểu diễn để cho bố chị xem trên kênh, là bố chị có thể nhìn thấy được không? Đấy. Thì vô cùng là bình thường, không có vấn đề gì cả. Bước đi không hề đau đớn, không hề có vấn đề gì cả. Đấy, quý vị có thấy tuyệt vời chưa? Nó khi mà nó hết đau thì nó cảm giác nó nhẹ nhàng, cơ thể tự dưng trở về bình thường, mình không hề có cảm giác mình quên luôn cái cảm giác là mình đã từng bị đau. Vâng. Thì... cái lúc mà lúc lên thì bắt đầu lên thôi. Phải bám ở đây. Không thể tự lên được bởi vì là nó đau ở cái vùng bên trái này, thì khi mà bước lên, lúc đầu bước lên thì chỉ bước một chân như này. Bước như này. Và tiếp chị có chia sẻ là chị rất là sợ cầu thang đúng không? Sợ bước cầu thang, mỗi lần bước nó rất là nhói ở cái chỗ lưng ấy. Bây giờ còn sợ không chị? Đêm ngủ là chân tê, không thể ngủ được. Wow. Cảm giác nhiều lúc chỉ muốn là chặt cái chân đi. Đỡ phải, nhiều lúc là tiêu cực lắm. Khi mà mình bị bệnh thì suy nghĩ nó tiêu cực và mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Từ công việc nó ảnh hưởng, từ công việc, từ cuộc sống, từ tất cả mọi thứ. Cáu gắt thường xuyên vì là mất ăn, mất ngủ. Nó gần như là bị stress đấy. Cảm giác như là gần như là trầm cảm. Mình sợ là rơi vào trầm cảm nên mình nghĩ là mình không thể như thế này mãi được ấy. Vâng. Thì bây giờ chân của chị còn tê nữa không? Chân không tê, chỉ thỉnh thoảng có một hơi, một chút hơi đau đau, nhưng mà vì mình cũng nghĩ rồi, một thời gian nặng như thế, bây giờ nó có mấy ngày bây giờ nói là không còn một tí cảm giác gì thì không thể. Đúng rồi. Nhưng mà vô cùng là nhẹ nhàng, thoải mái. Vâng. Thế tiện ở đây thì chị có lời nào mà muốn nhắn nhủ tới bố của chị không? Thì là thực ra bố của mình là lúc ban đầu khi mà lên đây thì mình có ý định là mình tự đi. Bởi vì mình cũng lớn rồi, mình muốn là mình tự đi. Nhưng mà bố nói là bố muốốn dẫn mình đi, bởi vì là thứ nhất cũng muốn tham quan không khí môi trường ở đây. Và thứ hai là cũng vì cũng hâm mộ chương trình từ lâu rồi. Cho nên là cũng muốn đi lên tham quan, sau đó là bố mình đi về cũng khá là vui vẻ. Buổi tối hôm đấy là tất cả các cô các bác ở xóm đều đến nhà mình ngồi nói chuyện uống nước và chỉ đợi mình gọi điện về. Hỏi xem là không khí ở đây như nào, mọi người ở đây ra sao, và có phỏng vấn các bệnh nhân, mọi các bà các cô ở xung quanh là các cô các bà đến đây lâu chưa và đến đây như nào. Thì là hôm đầu tiên thực ra thì trong lòng vẫn còn hơi hoang mang, bởi vì thực tế là mình cũng không biết trước về chương trình. Mình cũng có xem qua một vài clip nhưng mà cũng
kiểu như cũng không hẳn là thực sự là không có không tin tưởng lắm, chưa được tin tưởng lắm. Vâng. Bởi vì mình chưa không biết ấy. Vâng. Mình ở xa nên là mình cũng không biết, nhưng mà nói chung là cũng như giống như một trải nghiệm khi mà mình bị bệnh ấy. Vâng. Giống như bố mình vẫn nói là có bệnh thì vái tứ phương. Vâng. Thì cũng cố gắng, bởi vì là không thử thì không thể biết được. Vâng. Thế thì chị thấy thế nào? Chị có thể là trả lời cho các cô các bà ở nhà rồi cũng như là bố của chị. Thì thực là một người đã trải nghiệm thì thực sự là ở Phúc Lâm Bảo Đường nói chung cũng không cần phải quảng cáo, cái này cũng không phải là quảng cáo mà vâng. Đây là thực tế từ một người mà đã từng bị bệnh ấy, thì là nhìn các cô các ông các bà là rất là thương, nhưng mà cái điều quan trọng nhất khi mà mình ở đây ấy, thứ nhất là môi trường rất là không khí thoáng đãng, cảm giác như mình bị bệnh nhưng mà mình cũng thấy thư giãn ấy. Vâng. Thứ hai là mọi người rất là thân thiện, các bác sĩ vô cùng là có tâm. Vâng. Và thực sự là các bác sĩ có đôi bàn tay vàng rất là giỏi. Và sau khi đã trải nghiệm về bên Tây y rồi thì mình thực sự là những cái bệnh về cái bên xương khớp, mình không nói là Tây y người ta không tốt. Vâng. Nhưng mà cái gì nó phù hợp thì nó mới là tốt. Vâng. Thì mình cũng nói chung là cũng cảm ơn Phúc Lâm Bảo Đường rất là nhiều, và cảm ơn cũng cơ duyên đấy, cảm ơn cơ duyên vì cũng đến đây thì cũng cảm thấy như kiểu mình được sống lại một cuộc sống, khi mà quay trở lại cái thời gian mình sống, cái suy nghĩ nó cũng tích cực hơn và nó lạc quan hơn về cuộc sống. Lúc đầu một ngày đầu thì cũng cảm thấy nhớ nhà và cũng cảm thấy buồn, nhưng mà các bà các cô ở đây rất là vui vẻ. Vâng. Mọi người vui như một gia đình ấy, nên là cảm thấy là rất là thoải mái, thậm chí là cũng muốn ở lại điều trị cho đến khi nào mà không còn bệnh nữa thì thôi. Vâng. Bởi vì mình thực ra là mình đặt vé một chiều luôn để xác định là chữa đến khi nào khỏi thì thôi. Vâng. Bởi vì là bây giờ không còn cái gì quan trọng hơn sức khỏe nữa. Thế thì tiện đây chị nhắn với bố của chị đi. Có lời nào mà muốn nhắn với bố chị không? Tại vì là bác cũng rất là hay xem kênh. Vâng. Gia đình của mình, bố và các bác. Bố chị tên là gì ạ? Bố mình tên là Chín ạ. Vâng. Cháu chào bác Chín nha. Đấy thì bác cháu chắc chắn rằng là khi mà bác xem được những hình ảnh của con gái bác như này thì bác cũng rất là vui. Thì tiện đây thì mời chị là gửi lời nhắn nhủ đến người bố của mình là bác Chín ạ. Vâng. Thì bố mình hiện tại thì không có, rất là cũng còn khỏe. Nhưng mà mình muốn nhắn nhủ đến các bác, các cô, mọi người thân thương ở quê hương của mình. Thì là mọi người cũng theo dõi kênh Đạt Đến Rồi khá là nhiều. Và cũng có những người thì mặc dù là rất là hâm mộ nhưng mà cũng vẫn không, vẫn nhát ấy. Thì là cháu cũng tiện đây thì cháu cũng xin nói với các cô, các bác là nếu mà mình có bệnh, mình cứ thử ấy, mình cứ đến đây, cứ trị liệu, châm cứu, mọi thứ, mọi phương pháp. Nói chung là sẽ giúp cho mọi người nói chung. Vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Sức khỏe nhiều, rất nhiều, mà thực tế là không phải là chỉ là mình nói mà mình mà mọi người có thể hiểu được ấy. Vâng. Thì chỉ có là trải nghiệm thì mọi người sẽ hiểu là thực tế ra thì nếu mà ở đây mà không tốt thì không ai người ta đến làm gì cả. Đúng rồi. Thứ nhất là thế, thứ hai nữa là nếu mà không tốt thì không thể nào mà tồn tại được đến bây giờ. Vâng, bởi vì thực ra là mình đã phải đi từ xa mình đến ấy. Nếu mà điều trị mà không thực sự tốt thì mình không nói gì những vấn đề khác mà chỉ bản thân tự cảm thấy thất vọng, bởi vì là mình giống cảm giác như mình nếu mà về Việt Nam, về quê hương của mình cũng không chữa được nữa thì mình không còn cái đường gì nữa rồi. Bởi vì ở bên Tây y thực ra người ta cũng rất là hiện đại, nhưng mà người ta chỉ hiện đại khi mà cái bệnh gì, cái gì đó mà chuyên môn thôi. Nhưng mà những cái bệnh khi mình nói là mình đau đớn nọ kia thì cũng chỉ nói là uống thuốc giảm đau. Dạ. Có một thời gian mình điều trị thuốc Tây y á, nó bị tích nước, nó phù hết cả người này. Dạ, chính xác. Rất là, mà nó cũng không đỡ được ấy. Dạ. Nên là mình cảm thấy nó càng cảm thấy áp lực hơn, càng cảm thấy giống như mình trầm cảm hơn ấy. Dạ. Nó ảnh hưởng rất nhiều cho nên là... Thế bây giờ là chị về đây là chị thấy tư tưởng là thoải mái chưa? Vâng. Nói chung là đôi mắt vẫn có một chút gì đó hơi gọi là u sầu một tí, nhưng mà không, vài hôm nữa thôi là tại vì là vừa mới đi trị liệu về. Vâng. Cũng hơi mệt ấy. Vâng. Vâng. Rồi. Chứ cũng không. Vâng. Rồi, thế thì em cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu cho kênh Đạt Đến Rồi. Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Đạt và cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng.